phần mềm chatbot tự động. Mail muốn gửi hàng loạt là MailChimp. MailChimp. Được chưa? Rồi, đây này, yêu thương rồi, đây là gì? Live stream này. Đúng không? Nhiều thứ kéo về để tạo ra cái phễu. Và cuối cùng là bộ lọc ở đây. Lọc xong rồi thì đi xuống dưới bắt đầu mới đến cái phần của bán hàng. Ở đây hôm nay không nói về bán hàng. Bán hàng thì phải học một khóa khác. Được chưa? Hôm nay không nói về bán. Hôm nay nói về nghề của chúng ta là từ đây trở về lên. Còn phần bán hàng, phần chốt sale như thế nào, up sale như thế nào, resell như thế nào, kéo sale thế nào thì nó là việc của mai mốt học tiếp. Ok. Rồi, vậy thì việc đầu tiên của em là phải thiết kế một cái sản phẩm là cực kỳ mỹ thuật, cực kỳ sáng tạo, đồng thời cái trải nghiệm người dùng phải cực kỳ dễ dàng. Còn thế nào là đẹp, thế nào là dễ dàng thì cái đó thì cũng có tiền á thì tự làm thì phải đã. Cuộc đời này nó có ba thứ thôi, là thời gian, tiền bạc với lại sức lực. Thời gian này, tiền bạc này, sức lực này là cái tỷ lệ thuận và nghịch với nhau này. Đúng không? Bây giờ ít tiền thì phải bỏ nhiều thời gian và sức lực. Có nhiều tiền thì ít thời gian và sức lực lại. Còn không có tiền, không có thời gian thì bỏ cực nhiều sức lực. Hiểu chưa? Cứ một trong ba cái này mà khác thôi. Hiểu chưa? Chứ còn không thể nào mà ví dụ như anh muốn nhiều thứ lắm. Anh có chỉ thành người sơn, nếu mà có anh có khoảng 100 tỷ thì bọn anh làm được nhiều chuyện khác lắm. Nhưng mà trong cuộc đời bọn anh chỉ có 10 triệu đồng này. Phải chấp nhận thôi. Có hiểu không? Thì câu chuyện của em là em chấp nhận nó như thế nào? Hiểu không? Còn đây là phương pháp. À, vậy thì em có được bao nhiêu tiền để làm chuyện đó, hay là em bắt đầu một ý tưởng như thôi? Một ý tưởng thôi à? Rồi vậy thì kiếm thằng nào để phá trình nó à, lừa nó rồi kêu nó bỏ tiền cho, rồi phải trả giá cho nhau, thế thôi. Đúng không? Đó. Nếu mà làm business thì phải chấp nhận toàn bộ những cái đó. Ok ha? Rồi, hiểu chưa? Không, anh trả lời như vậy em có hài lòng không? Có hài lòng không? Đó, tức là anh trả lời một cách khoa học. Nghĩa là em phải làm cho nó có nguyên tắc. Không, chứ không phải là cứ hứng lên làm cả, hứng lên làm cả, không được cái gì nữa. Bọn anh đã từng bỏ ra 4,8 tỷ để xây một trang web thương mại điện tử vào năm 2011. Đó, và trả giá rất nhiều cho nó, rất nhiều. Còn bây giờ thì đang chuẩn bị làm lại hai cái trang web nữa và cũng sắp tới trả giá tiếp. Hiểu không? Thương mại điện tử là một câu chuyện khủng khiếp chứ không phải thường. À. Còn khuyên em á, nếu mà em làm một mình á, thì em xây một cái fanpage hoặc một cái Instagram cho nó hay. Ví dụ như em làm hàng sách tay chẳng hạn, em làm cái hàng sách tay, ví dụ như hàng sách tay mấy cái son môi chẳng hạn. Ví dụ dạy son môi, tức là phải thứ là em thích và em giỏi cũng được. Ví dụ như em rất là thành về son môi, rất thành về, ví dụ như anh này rất thành về thời trang, chị Thịnh rất thành về quảng cáo chẳng hạn. Ví dụ vậy thì mình làm cái mạng mà mình thích và mình rành. Thôi chứ đừng có làm cái mạng mình không biết gì, giống như bọn anh là cứ trả tiền ngu tiếp, ngu là học hoài dài luôn. Thì anh khuyên em là nên chọn một cái gì đó nó mình thích. Tức khi mà mình thích và mình đam mê là mình vượt qua được cái rào cản, hiểu không? Mình vượt qua được rào cản, mình có niềm tin. Và nếu không thì vì tiền thì tốt nhất là lấy hàng Trung Quốc về bán nhau mong, đúng không? Đó thì nói thật là vậy. Okay. Ok. Rồi các bạn có ai hỏi gì đâu về cái này? Rồi. AC Nielsen, anh em nói là công ty mà nổi tiếng cái này, còn công ty Việt Nam tào lao lên mới AC Nielsen.
ta con score amigo FTA. Đây là những công ty mà đang chuyên về làm nghề đo lường và bán dữ liệu của cả Việt Nam và thế giới, hiểu chưa? Thằng Comscore là chuyên đo trên mạng ha. Thằng TNS là chuyên đo về truyền hình và nó cũng là ở vòng online á. Thằng TNS là chuyên về vòng online. Thằng AC Nelson là chuyên về thị trường, hiểu không? Chuyên về thị trường, ví dụ như là xu hướng xài ví dụ như xu hướng xài mỹ phẩm Hàn Quốc trong 6 tháng qua, hiểu không? Là nó ra mình bán đi gọt hết, mình mua. Thì bây giờ như này, lên gõ mấy cái công ty này, các bạn report đó, tức là các bạn báo cáo hay là report ha, báo cáo TNS report là nó ra cả đâu rồi đấy. Tức là nhưng mà cái câu không này là bây giờ người ta xài chán, người ta quăng rồi, còn mà muốn cái mà xài được á là phải bỏ tiền, hiểu không? Mà tiền mua cái này không hề rẻ, ít nhất là 300 triệu trở lên, ok, ít nhất là 300 triệu trở lên thì mới mua được cái tụi này. Còn tàu lao mua thì còn cái câu không trên mạng thì đọc cho vui thôi, thì học cho vui thôi, hiểu không? Rồi lên kia đi. Thì Canta TNS report này, Canta TNS report này, AC Nielsen report này, Comscore report này, Amigo report này, FTN report này. Hoặc là ở Việt Nam mình có mấy cái thằng là Gionet này, đúng không? Gionet là chuyên về đo với trên mạng xã hội đó. Đó, thì đây là những cái thằng mà chuyên làm nghề đi đo và nói dự đoán được. Tức là gì? Người ta phải dựa trên dữ liệu để đoán về phía trước, mình hiểu chưa? Chứ không phải là cứ đoán mò. Mà muốn có dữ liệu thì phải mua, không có cách nào khác, mình hiểu chưa? Đó là lý do mà các công ty nước ngoài đã thắng đó. Trước khi sang Việt Nam mà nó nghiên cứu 10 năm, mình hiểu chưa? Và có những thằng nó chấp nhận lỗ 14 năm, như là KFC chấp nhận lỗ 14 năm để làm gì cho người ta biết về cái vị hành vi đi ăn cà rán. Bây giờ người ta mọi người nhà nhà đi ăn cà rán rồi thì nó lấy lại, hiểu không? Thì nó bán không rẻ. Bây giờ một cái đùi ở ngoài mua 25.000 của nó là nó bán 75.000, được chưa? Một cái đùi gà khi mà nó lấy được tâm trí người ta rồi, nó định vị được rồi thì bắt đầu nó sẽ bán đắt, không bán rẻ nữa. Nó chấp nhận 14 năm lỗ rồi, nó chấp nhận trước khi sang Việt Nam là 10 năm nghiên cứu mà. Còn ví dụ như thằng gì mà con định đem về con này, McDonald thì nó sang Philippines từ 20 năm trước, nhưng Việt Nam mình chính trị phức tạp quá, nó không sang. Nó nghiên cứu trong 25 năm nó mới sang, mà nó sang là nhờ thế mạnh của ông Nguyễn Tấn Dũng mới sang, hiểu không? Tức là Bảo Hoàng là con của ông Nguyễn Tấn Dũng, con rể của Nguyễn Tấn Dũng thì nó mới sang. Còn nếu không thì nó không sang đâu. Nó thấy nghiên cứu mọi thứ đã ok mà chính trị Việt Nam rắc rối quá, mà sang phải đi lobby nhiều quá không sang, hiểu không? Đó, thì đó là thực tế bên ngoài đó. Thì còn muốn làm sao có được cái đó thì mua. Rồi bây giờ để em lên gõ thử đi, đó TNS lên thử đi, bây giờ thử nghiệm đi là biết rồi. Gionet report hay là báo cáo của Gionet, báo cáo của Comscore, lên gọi như này, báo cáo của TNS hay là báo cáo, hiểu không? Thì nếu mà làm chuyên nghiệp á thì nhờ những cái thằng này nó đánh giá cho mình, còn nếu mà mình làm cách trực giác á thì dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Chẳng hạn, có nghĩa là ok, hồi trước anh làm vậy, thấy vậy đó, rồi nó chạy đó. Thì nó có đo lường gì, nó là gì, giảm gió vậy thôi. Còn chắc chắn hay không thì đó là dựa vào kinh nghiệm cá nhân của cái người đứng đầu đó. Đúng không? Còn muốn đo con số đàng hoàng thì phải mua thằng này, được chưa? Bất cứ thứ gì cũng phải mua. Và chúng nó có hết. Thì em gọi đến trời, nó không thiếu cái gì, không thiếu cái gì. Ví dụ như là thằng TNS nó bán là ngành bia trong một năm vừa rồi chi bao nhiêu tiền trên truyền thông, bao nhiêu thằng đã bỏ ra trên những kênh nào, đi những báo nào, nó chi tiết từng gọi là từng trang luôn, hiểu không? Tức là cái nghề của nó mà. Thì đó. Còn như em nói bây giờ một cái trang web thì bây giờ làm sao để có thể đoán được là cái hành vi nó như thế nào, đúng không? Thì dựa trên cái kinh nghiệm về UX, các em là thần về UX. UX, đúng không? Thì các công cụ đo lường về UX nó có các công lượng. Em đo là các công cụ đo lường về UX này, các công cụ đo lường về UX này, hiểu không? Nó có những cái tracking để mà đo lường UX, và có những cái tracking đo lường về UX. Thì có những công ty chuyên làm nghề này này thì phải kiếm thằng đó còn cụ thể là gì thì bây giờ anh cũng biết, hiểu không? Ví dụ như là bây giờ màu xanh
Màu xanh là hy vọng, màu đỏ là tình dục, là đồ ăn, là máu, là khát khao. Nhưng mà màu nào người ta thích hơn thì cái đó là tùy ngành. Thì cái đó là gì? Cảm xúc. Cảm xúc thì rất khó nói, hiểu không? Cái màu gì là như thế nào thì cái đó là nó tuân theo nguyên lý của mỹ học rồi. Nhưng mà cái gì để tạo nên được cái giống như là anh đeo cái cà vạt này, anh nghĩ tổng thống Trung đeo cà vạt đỏ thì thể hiện là quyền lực, thì anh đeo cái quyền lực. Còn tại sao thì anh biết, có hiểu không? Còn nhiều người nói ông cái thằng này đeo cà vạt đỏ xấu quá, không có lời gì hết, hiểu không? Nhưng mà đó anh đang nghĩ như vậy thì cái hành vi của người dùng ở trên mạng WeWork á, là tại vì WeWork là nó có mới có đây, ví dụ như marketing là nó có gần 150 năm rồi thì nó có hệ thống lý luận và mọi thứ rồi. Còn WeWork á, tức là cái mà liên quan website này nọ đó, hay là trải nghiệm người dùng đó, nó mới có hệ thống đây, hiểu không? Nó mới hệ thống gần đây, cho nên là nó chưa có cái chuyện để mà đo lường một cách chính xác tuyệt đối. Xét cái cùng thì em biết rồi đúng không? Thống kê hay là đo lường là dựa trên gì? Dữ liệu. Thì dữ liệu càng lớn thì độ chính xác càng cao, đúng chưa? Dữ liệu càng lớn thì độ chính xác càng cao. Đó là lý do mà người ta quy định nếu muốn làm cái dữ liệu để đổ với SPSS là phải có tên 300 mẫu, đúng chưa? Tức là phải ít nhất là mẫu 300, tức là phải khảo sát 300 người thì mới đó, lúc đó mới thành ra một cái khảo sát xã hội học hay là thống kê, nhưng mà cũng thống kê đúng không? Thì phải có mẫu, và mẫu đó là phải chuẩn là thứ nhất, và thứ hai là phải đủ mẫu. Thì cái nghề UX nó mới, thành ra là có nhiều công cụ nhưng mà nó cái độ chính xác nó không được bằng những cái nghề khác, ví dụ như nghề truyền hình. Cho nên nó có từ năm 30 đến bây giờ cái dữ liệu nó cũng khổng lồ rồi, người ta phân biệt được đâu là loại khán giả nào, khán giả đó bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tiền, ở đâu, nam hay nữ như thế nào, người ta phân biệt được hết. Còn yêu ý là đàn bà khác nhau đâu, thế nào khi sử dụng điện thoại là chưa làm được cái thống kê chuẩn xác, tại vì là người ta chưa có được cái dữ liệu, em hiểu không? Đó thì nó là vậy. Ok rồi, các bạn khác có hỏi gì nữa không? Rồi mình nghỉ 5 phút đi ha. Nghỉ 5 phút xong rồi, 5-10 phút gì đó. Xong rồi sau đó hai anh chị sẽ chia sẻ thêm cho tụi em. Còn anh sẽ trả lời câu hỏi bên này. Các bạn hình dung là những cái gì anh chị nói là hiểu hết đúng không? Và có thấy thú vị không? Có thấy có tác dụng gì không? Ok ha, rồi. Rồi giao lưu đi với chị Thịnh với lại anh ấy.